Rồi, thầy xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em đi vào bài số 7 của toán lớp 3. Chương trình chân trình sáng tạo đó là ôn tập phép chia. Rồi, ta đi vào mừng mở đầu. Chia thành các phần bằng nhau. Chia đều 6 cái bánh vào 3 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh? Thì 6, tức là 6 chia 3 bằng 2. Thì 6 gọi là số bị chia, 3 gọi là số chia và 2 gọi là thương. Rồi chia theo nhóm, có 6 cái bánh xếp vào các đĩa, mỗi cái đĩa có 2 cái bánh, họ có tất cả mấy cái đĩa? Vậy chúng ta lấy 6 chia cho 2 sẽ bằng 3. Từ phép nhân ta có hai phép chia, ví dụ 2 nhân 3 bằng 6 thì ta lấy 6 chia 3 bằng 2 hoặc là 6 chia 2 bằng 3. Có 3 cái đĩa, mỗi cái đĩa đựng 2 cái bánh, họ có tất cả bao nhiêu cái bánh? Là 6 cái bánh đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên, rèn thực hành đầu tiên. Đọc các phép nhân trong bảng nhân 2 hay bảng nhân 5. Rồi, đọc các phép chia trong bảng chia 2 hay bảng chia 5. Thì cái này chúng ta đọc. Rồi. Thì ở đây. Đọc các phép chia trong bảng nhân 2 hay bảng nhân 5, đọc các phép chia trong bảng chia 2 hay bảng chia 5. Rồi, ta ôn lại ha. Bảng chia 2. Bảng nhân 2. Rồi, 2 nhân 1 là bằng 2. 2 nhân 2 là bằng 4. Hai nhân ba bằng sáu, hai nhân bốn bằng tám, hai nhân năm bằng mười, hai nhân sáu bằng 12, hai nhân bảy 14, hai nhân tám 16, hai nhân chín bằng 18, 2 nhân 10, 20. Rồi, ta sẽ đọc bảng nhân 5. Rồi, bảng chia 2 đi. Đó là kia đọc bảng nhân 2, 2, 2 bảng nhân 5. Rồi, bảng chia 2. À, đọc các phép chia trong bảng chia 2 hay bảng chia 5. Bảng chia 2 trước đi ha. 2 chia 2, được 1. 4 chia 2, được 2. 6 chia 2 được 3. 8 chia 2 4. 10 chia 2 được 5. 12 chia 2 được 6. 14 chia 2 được 7. 16 chia 2 được 8. 18 chia 2 được 9. 20 chia 2 được 10. Rồi, ta sẽ đi vào đó là bảng nhân 5. Rồi, 5. Bảng nhân 5. 5 nhân 1 bằng 5. 5 nhân 2 bằng 10. 5 nhân 3 bằng 15. 5 nhân 4 bằng 20. 5 nhân 5 bằng 25. 5 nhân 6 bằng 30. 5 nhân 7 bằng 35. 5 nhân 8 bằng 40. 5 nhân 9 bằng 45. 5 nhân 10 bằng 50. Rồi, ta sẽ đi vào bảng chia 5. Rồi. 5 chia cho 5 được 1. 10 chia 5 được 2. 15 chia 5 được 3.
20 chia 5 được 4, 25 chia 5 được 5, 30 chia 5 được 6, 35 chia 5 được 7, 40 chia 5 được 8, 45 chia 5 được 9, 50 chia 5 được 10. Ta đi vào phần rèn luyện, bài tập rèn luyện số 1, tính luyện tập số 1. À, tôi sẽ đi vào câu A. 12 chia cho 2. Đây là nào đó, 12 chia cho 2 là bằng 6, bảng chia 2. 18 chia cho 2 là bằng 9. 20 chia cho 2 là bằng 10. 2 chia cho 2 là bằng 1. Rồi, chúng ta hoàn thành được cái câu A. Ta đi vào câu B. 10 chia cho 5 là bằng 2. 45 chia cho 5 là bằng 9. 50 chia cho 5 là bằng 10. 35 chia cho 5 là bằng 7. Rồi, ta hoàn thành xong bài luyện tập số 1. Rồi, ta đi vào bài luyện tập số 2. Viết các phép chia theo mẫu. Rồi, ở đây là 5, mẫu là 5 nhân 8 bằng 40. Vậy mình lấy 40 chia cho 5 thì bằng 8, hoặc là 40 chia cho 8 là bằng 5. Rồi, thì ta có câu A. 5 nhân 3 là bằng 15. Rồi, thì ở đây mình sẽ tính đó là lấy 15. Đó, mình chia cho 5 thì sẽ bằng 3. Là lấy 15 chia cho 3 thì sẽ bằng là 5. Đó là câu A. Rồi, câu B. 5 nhân cho 9. 5 nhân 9 là 45. Ta lấy 45 chia cho 5 thì bằng 9. Hoặc là 45 chia cho 9 là bằng 5. Đó là chúng ta hoàn thành được câu B. Rồi, ta đi vào câu C. 2 nhân 1 bằng 2. Lấy 2 chia cho 2 là bằng 1. Là 2 chia cho 1 là bằng 2. Rồi, tôi sẽ đi vào bài luyện tập số 3. Số điền vô số nào? Ở đây. Đấy, số 3. Mỗi ngày Vân đọc 2 trang sách. Đó, Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong mấy ngày? Chỗ này chúng ta ghi lại mỗi ngày. Vân đọc 2 trang sách. Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong chấm chấm chấm, đúng không? Ngày đó là cái câu mà chúng ta phải điền vào vô chấm đó. Rồi, vậy ở đây chúng ta sẽ giải câu này như thế nào? Giải thích. Nếu chúng ta tóm tắt câu A, tóm tắt cho cái câu A này, tóm tắt một ngày đó. Ngày, mỗi ngày, tức là một ngày đọc 2 trang sách, vậy hỏi 20 trang là bao nhiêu ngày? Tức là 20 bao nhiêu ngày? Giờ mình tóm tắt vậy đi. 2 trang sách là một ngày, 2 trang sách là một ngày, vậy 20 trang sách là bao nhiêu ngày?
bài giải nha. Chắc là mình sẽ tóm tắt nó như thế này. Như vậy số trang sách, số trang sách Vân đọc, đúng không? Số trang sách Vân đọc xong, số Vân sẽ đọc xong trong bao nhiêu ngày? Số ngày Vân đọc xong 20 trang sách. Số Vân sẽ đọc xong 20 trang sách. Số ngày Vân đọc xong 20 trang sách là mình hiểu không? Ở đây một ngày là 20 trang sách, vậy 20 một ngày 2 trang sách, vậy 20 trang sách bao nhiêu ngày? Vậy mình phải hiểu rằng là lấy 20 đấy vậy, chia cho 2. Đó, hiểu à? Tức là 20 là số bị chia, 2 là số chia. Đó, và số ngày mình tìm ra là thương. Đây, hiểu à? Ta lấy 20 chia cho 2, nó sẽ bằng là 10. Không, ta điền cho đó là 10 ngày. Đáp số. Đó, tại vì 20 gấp 2 10, 10 ngày, đúng không? 20 gấp 2 là 10 lần, cho nên một ngày thì gấp lên là 10 ngày đó. Đáp số là 10 ngày. Ta điền vô đây là số 10. Điền vô đây số 10. Rồi, câu B. Mỗi ngày Tiến đọc số trang sách như nhau. Bạn đọc xong 35 trang sách trong 5 ngày. Mỗi ngày Tiến đọc được bao nhiêu trang sách? Rồi, sẽ đi vào câu B. Tức là đây nè, mỗi ngày Tiến đọc số trang sách như nhau. 35 trang sách trong 5 ngày. 35 trang nè, sách trong 5 ngày. Vậy hỏi mỗi ngày bao nhiêu trang sách? Tức là 5 ngày, 35 trang sách. Rồi, hỏi một ngày là bao nhiêu trang sách? Đó là cái tóm tắt. Rồi, ta sẽ làm bài giải. Vì 35 trang sách tức là số, tức là anh sẽ rất là thừa số, là tích. Đúng không? 5 ngày 35 trang sách là tích. 5 ngày 5 tức là thừa số. Đó, còn số trang sách không? Còn lại đó là thừa số còn chưa biết. Ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Đấy. Vì số hỏi là số trang sách. Rồi, ở đây Tiến đọc trong mỗi ngày là mình lấy 35 chia cho 5 bằng 7 trang sách. Rồi, đáp số là 7 trang sách. Rồi, ta hiểu ha. Vậy chúng ta sẽ điền đây là số 7. Câu C. Rồi, mỗi ngày Thu đọc 5 trang sách. Sau 6 ngày Thu đọc được bao nhiêu trang sách? Đó, thì ta sẽ tóm tắt câu này. C, một ngày 6 trang sách đó, sau 6 ngày là bao nhiêu? Một ngày 6 trang sách. Ở 6 ngày là bao nhiêu trang sách? Như vậy mình hiểu nè.
Một ngày là 6 trang, 6 ngày là bao nhiêu? Tức là nó gấp lên 6 lần là dùng phép nhân. Đúng không? Thấy 6 nhân 6 đó. Rồi số trang sách thu đọc được trong 6 ngày là lấy 6 nhân với 6 bằng 36 trang. Đúng không? Một ngày đọc 5 5 trang là vậy 6 nhân 5 ha. Là bằng 35 30 trang. Đáp số 30 trang sách. Sẽ điền ở đây là 30. Rồi, dưới đây là một miếng dán dùng làm phần thưởng. Đó, thì nó có ba loại miếng dán ha. Loại này là hình tam giác, loại này là hình hình này là hình hình vuông, không? Tiếp theo là miếng dán là hình tròn ha. Đấy, hình vuông, hình tam giác và hình tròn. Rồi. Cái hình con ếch, hình con mèo, hình con voi cũng được. Rồi nó kêu là dưới đây là 6 miếng dán dùng làm phần thưởng. Hãy phân loại các miếng dán trên. Rồi. Có 3 loại miếng dán là miếng có 3 loại miếng dán. Có 3 loại miếng dán là miếng dán hình tam giác, miếng dán hình vuông, miếng dán hình tròn. Rồi. Đó là câu A. Không. Ta đi vào câu B. Mỗi loại có bao nhiêu miếng dán? Tam giác là có 10, hình vuông có 5 và hình tròn là có 20. Ta liệt kê số miếng dán hình tam giác là 10 miếng. Rồi. Số miếng dán hình vuông là 5 miếng. Số miếng dán hình tròn là 20 miếng. Rồi, ta đi vào câu C. Cô giáo thưởng đều các miếng dán cho 5 bạn, hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu miếng dán mỗi loại. Như vậy mình chia ra hai tất cả miếng dán này chia cho 5. Nên nó sẽ ra số miếng dán của mỗi bạn. Nó hỏi là mỗi bạn nhận được bao nhiêu miếng dán mỗi loại nha, chứ không phải là vậy. Mỗi bạn vậy ta có là mỗi bạn nhận được số miếng dán hình tam giác là mỗi mỗi loại mỗi bạn này được miếng dán là tam giác, là tam giác là có 10, chia cho 5 bạn, 10 chia 5 là bằng 2 miếng. Mỗi bạn nhận được miếng dán hình vuông là lấy 5 chia cho 5 bằng 1 miếng. Mỗi bạn nhận được miếng dán hình tròn là mình lấy 20 chia cho 5 là bằng 4 miếng. Vậy đáp số là 2 miếng hình tam giác. Đó. Ba hai miếng hình tam giác. Một miếng hình vuông. Rồi, bốn miếng hình tròn.
Chúng ta đi vào phần thử thách. Lớp 3C có 20 con thú bông để biểu diễn múa rối tay như xem hình. 20 con thú bông. Rồi, nếu mỗi bạn điều khiển một cặp thú bông thì cần bao nhiêu bạn tham gia? À, nếu mình đi như này, nếu mỗi bạn điều khiển một cặp thú bông thì cần bao nhiêu bạn tham gia biểu diễn? Và mình sẽ giải thích cái câu này. Rồi, giải thích câu này như thế này. Một cặp tức là hai con, đúng không? Như vậy tổng số con của mình đó tức là 20, mà một cặp là hai con, vậy mình muốn biết được có bao nhiêu bạn, mình lấy cái số con, tổng số con mình chia cho số con của một bạn sẽ là số bạn. Tức là 20 này sẽ đóng vai trò là tích, em một cặp là hai con đóng vai trò là thừa số, tìm thừa số còn lại đó. Lấy tích chia thừa số còn lại, hệ số đã biết, tìm thừa số chưa biết ha, lấy 20 chia cho 2. Đó. Tức là đã có là vậy là đã có là số câu A nha. Số bạn tham gia biểu diễn là hồi nãy là 20 chia cho 2 là bằng 10. À, 10 cần 10 bạn. Rồi, đáp số là 10 bạn. Rồi, vậy chúng ta sẽ điền ở đây là số 10. Rồi, câu B. Nếu mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông thì cần bao nhiêu bạn tham gia biểu diễn? Và 5 con thú bông thì mình biết là số, lấy số bạn chia cho số con thú bông của mỗi bạn sẽ ra được số bạn ha. À, số bạn tham gia biểu diễn là sẽ lấy là 20 chia cho 5, bạn chia 5 là 4 bạn. Rồi, đáp số ở đây 4 bạn, sẽ điền như đây là số 4. Rồi, là chúng ta hoàn thành bài học ngày hôm nay. Rồi, đây, bạn em nào chưa đăng ký kênh, nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi các bài giảng tiếp theo của thầy nhé. Rồi, thầy xin chào tạm biệt các em.